Is stadium good? Stadium is good? Okay. Thank you. Mọi người, hiện tại thì mình đang có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, nơi mà đội tuyển quốc gia Thái Lan đang có buổi tập duy nhất làm quen sân vận động Mỹ Đình trước khi bước vào trận chung kết lượt đi World AFF Cup 2022 gặp đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và chúng ta sẽ cùng xem là đội tuyển Thái Lan tập luyện như thế nào nhé. Đội tuyển Thái Lan đã sớm đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chuẩn bị cho buổi tập duy nhất trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình hướng đến trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lúc này là còn khá là sớm mà đội tuyển Việt Nam vẫn đang tham gia tập luyện trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Chính vì thế mà các cầu thủ Thái Lan sẽ phải chờ trong phòng thay đồ đến khi mà đội tuyển Việt Nam kết thúc buổi tập của mình theo đúng quy định thì mới có thể bước vào tập luyện. Các bạn ơi, đứng lùi lại. Chúng ta thấy đây là Adidas Chrysler. Ok. Thiraton. Chúng ta thấy là Thiraton có một cái đặc trưng khác, Rusdakama, một trung vệ khá là triển vọng của bóng đá Thái Lan. Đây là Brodin Fala. Đây là Sasalak. Đây là Sarat Jujen, một trong những cầu thủ kỳ cựu của Thái Lan đã thi đấu rất nhiều kỳ AFF Cup. Là Tira Sinangda, huyền thoại của AFF Cup. Chân sút đã ghi 25 bàn thắng tại AFF Cup trong lịch sử. Đây là trung vệ thân một trợ lý thân tín của ông Alexandre Manopolking, đã cùng ông Polking là làm việc suốt từ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến các đội tuyển Thái Lan. Nguyễn Pol King thì vẫn đang nán lại ở trong xe bus và chưa vào trong. Pol King vẫn đang chờ một điều gì đó, mình cũng chưa biết là Pol King đang làm gì cả. Hình như ông đang nhắn tin cho ai đó và chưa vội là rời xe. Pol King vẫn đang ở trên xe và chưa rời khỏi xe bus. Nó làm một điều gì đó và chiếc xe buýt vẫn chưa di chuyển. Và chúng ta thấy chiếc xe buýt vẫn đang chờ ông Pol King là rời khỏi xe buýt để có thể là rời khỏi vị trí. Ông Pol King bây giờ đã hoàn thành xong rồi và ông cầm một đôi giày. Giờ ông bắt đầu xuống xe. Ông Pol King vẫn là người rời khỏi xe muộn nhất. Ông Pol King suýt nữa là nhầm đường. May mà đã có một trợ lý Thái Lan là chỉ cho ông là không, đường này cơ. Những bước chạy đầu tiên của Emmanuel Polking trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình kể từ thời điểm mà đội tuyển U23 Thái Lan của ông đã thất bại trước đội tuyển U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 2021 vào thời điểm tháng 5 năm ngoái. Thì Emmanuel Polking đã nói rằng là ông sẽ phải kiểm tra kỹ hơn về chất lượng của sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và thay vì việc mà đi bộ hoặc là có thể là kiểm tra mặt sân thì ông đã trực tiếp là xách giày vào, đá bóng và sẽ thử xem là cái việc dứt điểm của mình trên sân quốc gia Mỹ Đình liệu đã bon hay chưa. Thì từ đó thì ông phải có một cái căn cứ sơ bộ rằng là các cầu thủ Thái Lan của mình có đảm bảo được chất lượng thi đấu một cách đúng như ý muốn ở mặt cỏ Mỹ Đình hay không. Trước đó thì ông Manuel Polking cũng đã từng chia sẻ ở cuộc họp báo hôm nay khi nói rằng là đội tuyển Thái Lan vẫn có thể đá được trên sân Mỹ Đình. Điều quan trọng là bóng lăn được, là sân đá được. Và ông cho rằng là sân vận quốc gia Mỹ Đình có thể cỏ không xanh, sân không đẹp nhưng cũng không quá tệ và trận đấu này vẫn sẽ là trận đấu tốt. Và Emmanuel Polking đang thể hiện những động tác rất giống Neymar. Với khả năng của ông Polking thế này thì chắc chắn là đội tuyển Thái Lan sẽ không cần đến Tira Sinangda bởi vì họ đang có một huấn luyện viên có thể kiêm luôn đá tiền đạo. Như vậy là Emmanuel Polking cũng đã vừa tập một số những động tác và đã có thể cảm thấy tương đối hài lòng về mặt sân của sân Mỹ Đình. Và ông một trợ lý của Emmanuel Polking thì có đập bóng xuống mặt sân để kiểm tra độ nảy của trái bóng và cũng như kiểm tra chất lượng mặt sân cứng hay mềm. Đội tuyển Thái Lan sẽ có một buổi tập duy nhất trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Đây cũng là buổi tập có lẽ là duy nhất, cũng là duy nhất luôn khi mà Thái Lan mới chỉ có mặt ở Việt Nam vào đêm qua.
cách đây khoảng tầm nửa năm thì mình đã có một cái clip về huấn luyện Paul King khi mà ông thực hiện những động tác biểu diễn trên sân vận động Hàng Đẫy. Khi đó thì ông Paul King có nhờ một trợ lý, bạn phiên dịch ngôn ngữ đến nhờ mình để xin clip. Tuy nhiên clip đó thì do là thời gian lúc đấy nó chưa được diễn ra trọn vẹn vì TikTok và YouTube đấy còn đang thử nghiệm, thành ra là nó hay bị giăng dở. Nhiều bạn nói rằng là clip ấy bị giăng dở nên là không thể xem trọn vẹn được. Thì hôm nay mọi người để xem trọn vẹn hơn. Clip thời điểm đó đã lên 10,4 triệu view rồi, thì cũng rất là mong là một clip hiện tại cũng phải lên 20 triệu. Ở Paul King, is stadium good? Stadium is good. Thank you. Đạt thiếu đấy. Đây là trợ lý của bên Mano Paul King, người cũng đã đồng hành với Paul King từ cụm thành phố Hồ Chí Minh cho đến SEA Games. Vẫn còn nhớ hình ảnh rất là buồn là khi mà trợ lý đã không nhận được huy chương ở cái chung kết SEA Games và ông đã đi lang thang ở trong phòng thay đồ của sân Mỹ Đình rất là dài. Bây giờ thì các cầu thủ Thái Lan cũng đã có mặt ở trên sân rồi và họ đang làm quen với cả bóng, chuẩn bị cho buổi tập của đội tuyển Thái Lan, buổi tập duy nhất trên sân quốc gia Mỹ Đình. Mấy giờ? Anh hỏi đi. Chúng ta nhìn thấy là các cầu thủ Thái Lan cũng đang tiến dần vào mặt sân và điều quan đầu tiên thì họ sẽ có những động tác tâng bóng, dạ làm thư giãn trước khi bước vào buổi tập chính. Chúng ta nhìn thấy những cái nụ cười và cái một trong những cầu thủ mà tóc vàng và nổi bật nhất trên sân chính là Thirathorn Bunmathan đi một chiếc giày xanh. Bunmathan đang là một trong ba cầu thủ có khả năng tạo tình huống tấn công tốt nhất ở AFF Cup lần này và Thái Lan cũng đang dẫn đầu một loạt các chỉ số tấn công ở AFF Cup 2022. Các cầu thủ Thái Lan thì đang rất là thoải mái và tự tin khi bước vào trận đấu được chung kết lượt đi với cả đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất mà đội tuyển Thái Lan đấu đội tuyển Việt Nam là một trận hòa khi ở trận lượt về bán kết AFF Cup 2020. Trước đó thì đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi. Nhưng so với lực lượng hiện tại của đội tuyển Thái Lan thì đội tuyển Thái Lan bây giờ đã yếu hơn nhiều so với đội tuyển Thái Lan trước kia. Mà một trong sự thiếu vắng quan trọng đấy là việc không có Chathip Songkrasin, một cầu thủ có thể xem là đặc biệt quan trọng của bóng đá Thái Lan trong suốt 10 năm vừa qua. Và lúc này thì sự niềm tin của các cầu thủ Thái Lan ở giải đấu lần này là hai trụ cột quan trọng, đấy là Thirathorn Bunmathan và Thiasin Dangda. Luyện Mano Paul King thì vừa gọi các cầu thủ vào tập hợp để chuẩn bị cho phần tập luyện quan trọng liên quan chuyên môn. Lúc này thì chúng ta thấy một bầu không khí tĩnh lặng hơn trên sân quốc gia Mỹ Đình khi Mano Paul King đã yêu cầu các cầu thủ tập trung và để lắng nghe sự chỉ đạo của ông. Sự thư giãn, thoải mái ngay từ phần đầu tiên của tập đã khép lại và bây giờ thì đội tuyển Thái Lan sẽ tập trung hết sức để bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu của đội tuyển Thái Lan theo Mano Paul King chia sẻ là từ một kết quả hòa trở lên để qua đó tạo ra một lợi thế khi đội tuyển Thái Lan trở về sân nhà Thammasat đối đầu với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong khi đấy thì đội tuyển Việt Nam đang đặt mục tiêu là giành một chiến thắng, thậm chí là có thể ghi được một bàn chiến thắng cách biệt để giúp cho đội tuyển Việt Nam có cơ hội khi bước sang sân Thammasat, nơi mà đội tuyển quốc gia Việt Nam đã có một trận hòa trước Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup năm 2022 diễn ra vào tháng 10 năm 2019. Là đội tuyển Thái Lan đã họp xong và bây giờ thì các cầu thủ Thái Lan sẽ bước vào phần tập luyện chuyên môn. Mano Paul King vẫn theo một thói quen trong cái giáo án tập luyện của mình, đấy là yêu cầu các cầu thủ sẽ thực hiện những đường bước chạy vòng quanh sân thả lỏng trước khi mà sẽ bước vào tập chính. Điều này không khác gì lắm so với thời điểm mà đội tuyển U23 Thái Lan thi đấu trận chung kết U23 Việt Nam ở SEA Games 2021 diễn ra vào tháng 5 năm ngoái. Cũng là một hình ảnh khá là tương tự khi mà ông Paul King và các cầu thủ Thái Lan cảm thấy rất là thoải mái khi bước vào làm quen sân. Đầu tiên từ việc mà tâng bóng, ngẫu hứng với nhau, chơi bóng, chơi đùa với nhau. Sau đó là một cuộc họp kéo dài khoảng tầm 5 phút. Thế đến là việc các cầu thủ Thái Lan sẽ chạy thả lỏng xung quanh sân để làm nóng người. Và cuối cùng là bước vào tập luyện chuyên môn. Chúng ta không thấy Thirathorn Dangda tham gia tập luyện ngày hôm nay. Có thể là Dangda đang ở một góc khu vực kia.
có một phóng viên khá là đang ngồi. Mình tưởng là chúng ta nhìn thấy đây là hình ảnh của tiến sĩ Đăng Đa này. Đăng Đa đang đi bộ bên ngoài và khả năng là rất cao là Đăng Đa sẽ không tham gia thi đấu trong trận chung kết lượt đi giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Thái Lan. Trong khi các cầu thủ Thái Lan đã bước vào phần tập chuyên môn rồi thì các cầu thủ Thái Lan mà thì Tia Sinh Đăng Đa vẫn chưa thể tham gia tập được. Chúng mình sẽ quay cận Tia Sinh Đăng Đa. Với việc mà Đăng Đa không thể có mặt trong trận chung kết lượt đi thì tiền đạo Nguyễn Tiến Linh hoàn toàn có cơ hội để có thể là ít nhất là có thể là cân bằng với cả Đăng Đa, hoặc nếu tốt hơn thì có thể là vượt qua Đăng Đa luôn. Lúc này thì Tiến Linh đã có 5 bàn thắng, trong khi đó Đăng Đa đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới F Cup với 6 bàn. Và việc mà Đăng Đa không thể góp mặt trong trận chung kết lượt đi là một cơ hội với cả Tiến Linh. Tất nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra nếu như Tiến Linh ghi bàn và giúp cho đội tuyển Việt Nam chúng ta có một kết quả tốt trước Thái Lan nữa. Tôi đã khép lại ok, như vậy là thời gian mà bọn mình tác nghiệp đã khép lại tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Nếu mọi người cảm thấy hay, hãy nhấn like, share và subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.